Hãy cùng xem phép lấy vi phân tìm đạo hàm của mối liên hệ ngay đây. Và mình đã vẽ nó ra. Nó khá là lạ đúng không nào? E mũ x y bình bằng với x trừ y. Và một số x sẽ thuộc khoảng được vẽ ngay đây. Và các giá trị x, các giá trị y thỏa mãn mối liên hệ này. Chúng mình hãy cùng đạo hàm cả hai vế và mình sẽ đặt ký hiệu đạo hàm cho hai vế. Đây chính là cơ hội tốt để bạn khám phá các ký hiệu toán học. Mình thường hay xài DI trên DX, tuy nhiên đôi khi bạn sẽ thấy ký hiệu đạo hàm sẽ là chữ D viết hoa. Và lần này mình sẽ sử dụng nó. D viết hoa sẽ bằng với D trên DX. Mình sẽ sử dụng ký hiệu D lớn và bạn có thể làm quen với nó. Thay vì sử dụng DI trên DX cho đạo hàm của Y theo X, thì mình sẽ ghi là y phẩy. DI DX sẽ bằng với y phẩy nhé. Rồi hãy cùng đạo hàm phần này. Chúng mình sẽ áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp một vài lần ở đây. Đạo hàm của E mũ x y bình theo x sẽ bằng với nó sẽ bằng với hàm số đó nhân với đạo hàm của x y bình. Vậy sẽ là đạo hàm theo x của x y bình. Và vế bên trái đã xong. Tuy nhiên chúng mình vẫn cần phải tìm đạo hàm. Và ở vế bên phải, đạo hàm của x theo x sẽ là 1 và đạo hàm theo x của trừ y sẽ là trừ dy trên dx. Và thay vì ghi dy dx thì mình sẽ sử dụng y phẩy nhé. Vậy là trừ y phẩy. Mình thích cái ký hiệu này và ký hiệu này hơn. Bởi vì nó nói rõ là mình đang tính đạo hàm theo x. Trong khi ở đây, chúng mình phải ngầm hiểu là đạo hàm theo x. Và chúng mình vẫn phải ngầm hiểu ở đây là đạo hàm theo x. Tuy nó không rõ ràng bằng dy dx, nhưng hãy sử dụng chúng nhé. Để mình đổi màu các y phẩy. Mình sẽ đổi màu các y phẩy. Đạo hàm của y với x thành màu hồng để cho mình dễ theo dõi. Vậy sẽ bằng với e mũ x nhân y bình nhân với đạo hàm của cái này. Để tính cái này, mình sẽ áp dụng công thức đạo hàm tích và quy tắc đạo hàm hàm hợp. Và đạo hàm của x là 1 nhân với y bình. Vậy mình sẽ được y bình. Và sau đó, mình cộng với tích của hàm số thứ nhất là x nhân với đạo hàm của hàm số thứ hai là đạo hàm của y bình. Vậy là mình sẽ được đạo hàm của y bình theo y sẽ bằng 2y nhân với đạo hàm của y theo x. Mình sẽ ghi là y phẩy thay vì ghi là dy dx. Y phẩy. Và nó sẽ bằng với 1 trừ y phẩy. Và như chúng mình thường làm thì mình sẽ đi tính y phẩy. Hãy nhân phân phối e mũ x nhân y bình cho những biến trong ngoặc. Và chúng mình sẽ được y bình nhân với e mũ x y bình. Y bình nhân với e mũ x y bình cộng với lại 2xy nhân e mũ x y bình. E mũ x y bình. Và nhân y phẩy đạo hàm của y theo x. Vậy sẽ bằng với 1 trừ đạo hàm của y theo x. Trong trường hợp này, ký hiệu sẽ là y phẩy. Vậy cùng đưa y phẩy về một vế nhé. Hãy cộng y phẩy cho cả hai bên. Và để làm rõ, mình sẽ cộng 1 y phẩy cho cả hai vế. Và hãy trừ cái này cho cả hai vế. Vậy là trừ y bình nhân e mũ x y bình. Mình sẽ trừ cho cả hai bên luôn nhé. Trừ y bình nhân e mũ x y bình. Và chúng mình sẽ còn lại 2xy. Chúng mình sẽ còn lại 2xy e mũ x y bình cộng 1 nhân với y phẩy. Chúng mình vừa đặt nhân tử chung là y phẩy. Vậy nó sẽ bằng với, vì mình cộng y phẩy cho cả hai vế nên y phẩy bên phải sẽ mất nhé. Và chúng mình sẽ còn lại 1
1 trừ cho y bình nhân với e mũ x y bình. Và chúng mình sẽ chia cả hai vế cho cái này. Vậy mình sẽ được đạo hàm của y theo x sẽ bằng với cái này. Để mình viết nó xuống. Bằng 1 trừ y bình nhân e mũ x y bình. Và tất cả sẽ chia cho cái ngay đây. Tất cả sẽ chia cho cái ngay đây. Vậy là chia cho 2xy e mũ xy bình cộng 1. Và chúng mình đã xong. Tuy nhìn nó khá là phức tạp, nhưng về căn bản nó giống với những bài trước mà mình đã làm.